Kính chào quý vị và các bạn. Ngoài những cơn mưa nhỏ, mưa phùn đêm nay, miền Bắc còn có thể gia tăng mưa do dưới độ cao 1.000m thì đang chịu tác động của đới gió đông ẩm. Còn ở trên độ cao từ 3.000 đến 5.000m lại có gió mạnh di chuyển từ Thượng Lào sang, khiến cho Bắc Bộ vừa có mưa nhỏ, mưa phùn và hiện tượng sương mù, lại có cả những cơn mưa bất ổn định. Sang ngày mai khi mà đới gió ở tầng 3.000 đến 5.000m di chuyển ra biển, mưa bất ổn định ở Bắc Bộ chấm dứt, chỉ còn lại gió đông ẩm tiếp tục tạo ra những cơn mưa xuân. Dẫu có sự thay đổi về tính chất mưa nhưng thời tiết trong cả ngày mai vẫn là có mưa nên nhiệt độ nhìn chung ít thay đổi so với ngày hôm nay. Cụ thể là với các tỉnh thành phố từ Hà Giang trở sang vùng ven biển phía đông thì nhiệt độ dao động ở ngưỡng là từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực sâu hơn trong đất liền như là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, ảnh hưởng của gió đông không đáng kể nên sau những cơn mưa rào, chiều mai vẫn có nắng và nhiệt độ cao 23 cho đến 26 độ. Dòng gió mạnh trên cao thì không tác động xuống miền Trung nhưng mà gió đông ẩm thì vẫn ảnh hưởng khiến cho tỉnh Thanh Hóa, khu vực ven biển của tỉnh Nghệ An trong đêm nay và sáng ngày mai nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù. Đến trưa và chiều mai trời tạnh ráo, mưa giảm nên nhiệt độ trong ngày mai ở các khu vực này tăng nhẹ lên ngưỡng là 24 đến 25 độ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận không nằm trong vùng tác động của gió ẩm. Đêm có lúc nhiều mây nhưng không mưa. Ngày mai trời nắng sớm, cường độ nắng tăng hơn về trưa và chiều khiến cho mức nhiệt cao nhất trong ngày mai dao động từ 28 cho đến 31 độ. Không mưa, nắng nhiều và bắt đầu lác đác vài điểm nắng nóng là thời tiết của các tỉnh thành phía Nam trong ngày cuối tuần. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay không mưa, ngày mai trời lại nóng mạnh từ sớm. Trên biển, hầu khắp khu vực Biển Đông thịnh hành gió Đông Bắc có cường độ trung bình, chủ yếu ở mức cấp 4, cấp 5. Thời tiết trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến ít mưa. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp ngày 4 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.